thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, việc triển khai đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông được các bộ, ngành, địa phương đặc biệt chú trọng với tư duy mới, cách làm mới, đảm bảo cả 3 mục tiêu, chất lượng, tiến độ hiệu quả. Đến nay, cả nước đã hoàn thành thêm gần 700 km đường bộ cao tốc, đi qua 15 tỉnh, thành phố, nâng tổng số đường cao tốc lên gần 2.000 km. Các dự án hoàn thành đã làm thay đổi diện mạo đất nước, góp phần tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Bên cạnh những thành tích đạt được, việc giải phóng mặt bằng tại một số dự án vẫn còn chậm, tiến độ triển khai thi công một số công trình chưa đạt kế hoạch đề ra. Chính vì vậy, việc phát động đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc sẽ góp phần khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển quốc gia, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân về xây dựng các dự án đường bộ cao tốc, hoàn thành thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.